Rồi tiếp tục các bạn mà người cùng xem nha. Hôm nay là mình vay trầm, năm nay là có tháng 4 các bạn. Hôm nay là tuần tới là so sánh này là rất là đông. Hành trình cô bé ngày mai đất đã hết rồi các bạn. Hôm nay có cùng là chiếc gì nha các bạn. Hình như gì, hình như là rẻ to 6714. Thì Phong nói nè, bữa nay bán lá ủi các bạn. Ngày theo này chiếc Cuba 05. Ngày mai có ngày mai hộ gia đình, ngày mai có chợ nước rồi các bạn. Ngày mai có gia đình, năm nay có chợ nước, ngày mai gần sắp tới rồi. Cho các bạn mình nhận khách mọi người cùng xem nha. Ngày năm nay 6714, bữa nay mình chắc chắn phải mình chứ không phải nó ủi được nữa. Ủi ba một viên nó ruộng này hẩm mới ủi rồi xong. Ngày mai tháng 5, ngày mai có sữa đất dẻo các bạn, ngày mai cầm đang dầm tới các bạn. Tháng 5 các bạn. Này chắc hình như là dầm tháng 5 các bạn, tháng 5 ngày mai có sữa đất dẻo rồi các bạn. Ngày mai là có tháng 5 rồi các bạn. Ba cái cục hôm nay hầm đất ủi tùm lum các bạn, này hầm với mình đó. Này hẩm chỗ đó nè, cô bé này hẩm nó móc chỗ chăn có cái đường bơm nước các bạn. Bên chỗ đó này có cô bé nó móc dưới chỗ chăn là có cái đường bơm nước các bạn. Hôm nay mình là gần cho các bạn mọi người cùng xem nha. Bên này cái này chỗ đó này chỗ là chăn cái móc chỗ chăn là có cái đường bơm nước các bạn. Này hẩm ruộng của anh Việt này khoảng là bề ngang 200m các bạn. Này hẩm đất ruộng các bạn là bề ngang 200m các bạn. Này hẩm với mình đất như là đất ruộng các bạn, mọi người cùng xem nha. Rồi bắt đầu ủi các bạn. Hôm nay Phong bữa nay nói bữa nay là ủi luôn các bạn. Có làm việc năm nay mình có sẽ ủi các bạn. Bên này đất năm nay toàn ba cái lúa nó lên quá trời luôn các bạn. Này hẳm ba cái đất này lúa nó lên, lá lúa lên gì được các bạn. Nhìn thấy không, thì năm nay hẩm hẩm mấy kia cô bé các bạn, này hồi nãy nó là móc chỗ chăn là có cái đường bơm nước ruộng các bạn. Thì hẩm với móc với cái này
Rồi chân là có cái đường bơm nước ruộng các bạn. Thì hổng cái cô bé hổng nó móc rồi xong. Dưới mình đây đặt ống luôn, ống này chắc ống 60. Này năm nay mình hổng nó thấy lắp cái ống rồi. Này bên này chỗ đó này là chỗ chân là có cái đường bơm các bạn, bơm nước ruộng. Này hổng cô ba nó móc rồi. Cô ba hổng nó móc rồi xong. Rồi tiếp tục máy cài ủi các bạn. 6714 ủi các bạn. Hôm nay gặp cái chiếc xe ben các bạn, rất là đông các bạn. À, có cái chiếc xe ben nó rất là đông các nha. Mọi người mình đi đang băng qua đường nè. À, bên này chỗ đó này hổng có cái cô ba hổng nó móc rồi xong. Mọi người đi xem xung quanh ở môi trường các bạn. Mọi người coi những chiếc cô bé và hỗ trợ xe ben chạy đất các bạn. Thấy không, hồi nãy là cô ba hổng nó móc với bên cái bên ruộng các bạn. Mình thấy mình hổng cô ba nó móc các bạn. Quá wow, trời bè hẩm nó móc các bạn, móc dưới bên của ruộng thằng Việt các bạn. Hôm nay là cô bé nó móc chỗ là cái máy ruộng hẩm ủa rồi xong. Ở trên kia 6714 bắt đầu ủa các bạn. Thì mình quay cũng ra này nắng ánh nắng mặt trời các bạn. Này hổng chúng tôi là lúc 3 giờ chiều hổng để lát mình sẽ quay mọi người vị trí nha. Nghe thấy không, ủi chỗ miếng đất các bạn, chỗ chăng là có cái đường bơm nước ruộng các bạn. Ngày mai có máy cài đất bờ rồi chúng tôi. Ngày mai là có máy cài, thời gian ngày mai đắp bờ chúng mình đây, mọi người cùng xem nha. Rồi bắt đầu ủa các bạn. Các bạn trên kia này có chiếc cô bé 03 chiếc màu vàng các bạn, Vitami. Này cô bé của thằng Dũng năm nay là giúp này hỗ trợ cho xe ben đang móc đất ở bên xe ben các bạn. Dưới bên đây cũng xe ben luôn, rất là nhiều chiếc các bạn, xe ben và nha.
này toàn xe ben không các bạn, này hổng toàn cô ba không, này toàn xe ben á, hổng toàn xe cổ không, mọi người từ đất về đụng các bạn. Chứ bên đây rồi xe hạ các bạn mọi người nha, bữa nay ngày mai trong tôi là Thái Mân Tây là chạy sở hữu những cúp bế mặc bộ đồi áo dài cho các bạn xem nha. Ngày mai là công ty trách nhiệm hữu hạn SMI Việt Nam là đồng hành tài trợ chương trình. Chương trình năm nay là của đài truyền hình trên kênh THTG, đài phát thanh và truyền hình Tiền Giang. Xin kính chúc quý vị mùa hè tốt tươi, an lành, mọi người cho các bạn thân thích nha. Chương trình năm nay là chào mừng bạn đến lễ hội làm việc trời đất tại trên cúp chùa Khao Lan lần thứ 18. Ngày mai là xin hẹn kết thúc các bạn. Lần nữa các bạn thực hiện chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha.